Gà này họ trộn với xả mọi người, xả, ớt, chanh, lá chanh, cóc, chua chua, cay cay.
em hát cao kê đi em. Hát bài gì ta? Mình hát không hay lắm, nghe được đau cổ. Hát hay không bằng hay hát. Biển phía sau này có mọi người, cây phong thủy á. Làm trà đào quốc hả bác? Đây là cuộc sống hàng ngày của mình đó mọi người. Không đi làm, không đi làm thì ở nhà vậy nè. Còn có đi làm thì không làm ở nhà là rảnh ăn không à. Ăn quá rồi, 49 kg luôn rồi. Ăn hộp chân gà này tiếng đồng hồ. Tóc ngon. Cứ vậy, ăn lên đó. Ăn từ đây đến chiều cũng hết à. Trời, chân gà bự quá. Bự với ta. Có hai chị em ở nhà, mỗi đứa ngồi góc. Mình ngồi góc này, bé em ngồi góc kia. Ăn làm biến nặng, ăn luôn à. Trời ơi, chết rồi, mất tụt rồi. Nguyên bịch đá đó, đá gì bịch đá mà. Rồi ăn nữa đâu sao đâu, ăn nữa lên 5 kg rồi.
tường mà là làm cái tức lên tí luôn, ăn quá ban chim gà chỉ ăn kem sao ta hết cơ mẹ hết đầu cơ mà hết hả hết bài gì hết rồi hát theo yêu cầu mới được không yêu cầu sao hát hát bài bài đang hot hit nhất là hoa nở không màu nha mà bạn không quên hát sao như hoa nở không màu gì hả quên rồi mẹ ơi hay là bộ tầm chi em ơi hát bài đó nha mua không là hết tính ra tiền Việt Nam chắc 10 triệu ta ngàn mấy hai ngàn đúng không mua nhiều lắm luôn mọi người mà khó chăm sóc lắm chứ không phải dễ chăm sóc đâu ngày nào sáng nào phải ra chăm sóc nó đó đi đâu đi chơi á mà về á mà cũng phải tranh thủ về để để xa xa cho mọi người coi nha Aux in gutem Mode. Bye bye mọi người nha. Tập thể dục thôi.